Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn về dự án Coin Analytics. Ở video ngày hôm nay tôi sẽ review trên bản white paper để cung cấp những thông tin chi tiết nhất cho các bạn. Hiện nay thì thị trường mật mã thì đã phát triển thành một lĩnh vực đầu tư béo bở trong vài năm qua. Nhiều người hơn đang đầu tư vào tiền điện tử và gặt hái những lợi ích. Tuy nhiên thì tình hình thị trường hiện tại vẫn chưa phát triển đầy đủ, nó vẫn phải chịu các vấn đề lớn như biến động và thiếu thanh khoản. Với giải pháp Coin Analytics, bên cạnh sự biến động cao và thiếu thanh khoản, vẫn còn thiếu thông tin của hầu hết các nhà giao dịch mật mã. Thị trường có thể sinh lời khá tốt, tuy nhiên nó có thể là một nhân doanh thua lỗ do thiếu thông tin. Điều này đã dẫn đến nhiều người rơi vào những trò gian lận và mất rất nhiều tiền. Coin Analytics sẽ được phát triển bởi Cora GmbH, được tạo ra bởi một nền tảng phân tích dữ liệu lớn, sẽ sử dụng AI để thay đổi tình trạng này. Vì AI, nền tảng này sẽ phân tích dữ liệu trong các thị trường mã hóa và trình bày dữ liệu theo cách thức mà người dùng có thể hiểu được. Coin Analytics chỉ đơn giản là một nền tảng sẽ cung cấp tìm kiếm tự động, phân tích dữ liệu trong các thị trường mật mã. Với dữ liệu này, các nhà giao dịch sẽ không cần phải thực hiện các tìm kiếm thủ công để đánh giá một đồng xu trước khi họ đầu tư vào nó. Ứng dụng sẽ cung cấp cho nhà giao dịch dữ liệu về rủi ro, ý kiến và cơ hội có liên quan đến tiền xu, khách hàng, nhà giao dịch khác và hành vi. Với dữ liệu tốt, nó sẽ giúp giảm mức độ rủi ro đi kèm với một khoản đầu tư như vậy. Làm thế nào để Coin Analytics hoạt động? Coin Analytics sẽ thu thập tất cả các thông tin liên quan đến tiền điện tử từ tất cả các nguồn có thể. Nó sẽ sử dụng một hệ thống giám sát được gọi là Web Overseer và sẽ được vận hành bởi Coira GmbH, có các blog và diễn đàn trong hệ thống tiền xu và thậm chí cả các bài đăng trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube và Reddit. Thông tin sau đó sẽ được xuất bản trên nền tảng. Các bài viết và bài viết sẽ được lưu trữ trong mục chỉ để tham khảo trong tương lai. Có một hệ thống tìm kiếm sử dụng các từ khóa để liên kết với các công cụ tìm kiếm hàng đầu như Bing và Google. Người dùng sẽ phải mở một tài khoản và đánh dấu các đồng tiền họ thích và trả một khoản phí đăng ký. Khi họ làm như vậy, họ sẽ nhận được thông điệp về xu hướng xung quanh đồng xu qua email hoặc Telegram. Với nền tảng này sẽ cung cấp đào tạo cho người mới, ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng sẽ được cung cấp dưới dạng ứng dụng web và trên Android, iPhone. Nền tảng được cung cấp bởi mã thông báo COE, lệ phí nhập cảnh tham gia nền tảng này sẽ được đặt ở mức 100 euro một tháng, có thể được thanh toán bằng mã thông báo COE. Bên cạnh đó, người dùng có thể trả 100 euro mỗi tháng để truy cập giao dịch nâng cao. Về tính năng của Coin Analytics, một trong các tính năng đó là các tệp video và hình ảnh sẽ được sắp xếp hợp lý, có thể được chuyển đổi thành văn bản để giúp bạn dễ dàng hiểu nội dung. Một tính năng đáng chú ý khác đó là hệ thống đa ngôn ngữ. Hầu hết các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Nga sẽ được sử dụng. Thông tin về mã thông báo Coin Analytics, viết tắt đó là COE. Về các thông số của ISO như sau. Thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 7 năm 2018 cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2018, 1 COE bằng 0,01 euro. Nền tảng Ethereum, họ chấp nhận thanh toán bằng Ether. Head cap của dự án này là 20 triệu euro, đầu tư tối thiểu là 2.000 COE. Về phân phối số token, 50% dành cho đợt sale chính, 5% cho đợt pre-sale, 8% cho cố vấn, 5% cho tiền thưởng, 2% cho phần dự trữ, 15% cho phần team và phát triển tương lai, 5% cho đầu tư và 10% dành cho các chi phí về công ty. Về phần phân bổ số tiền huy động được, 50% cho marketing, 10% cho chi phí trao đổi và tiền điện tử, 5% cho các chi phí như TV, máy in, giấy vân vân, 5% cho pháp lý và quản trị, 30% cho công nghệ. Về lộ trình của dự án, đây là phần thông tin về lộ trình của dự án. Lộ trình của dự án rất là chi tiết, họ có viết đầy đủ các thông tin về thời gian thực hiện như thế nào. Còn đội ngũ của dự án, đội ngũ của dự án, người sáng lập và CEO của dự án đó là ông Pascal Laura. Ông thì có rất là nhiều các kinh nghiệm trong các phần thông tin liên quan đến tài chính, công nghệ,
như công blockchain. Thế với đội ngũ này sẽ đưa lộ trình dự án này phát triển trong tương lai, và đây sẽ là một phần giúp các bạn có thể đầu tư đúng, tránh mất tiền oan. Thế trên đây là những thông tin review về dự án CoinAnalyst, rất mong có thể cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để đầu tư vào dự án này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.